Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở mới và khôi phục 4 tuyến xe buýt kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ hóa thân thành ông già Noel thực hiện ước mơ của hàng trăm bệnh nhi. Công an quận 12 bắt nhóm đối tượng mua bán phụ nữ phục vụ việc bán dâm. Kính thưa quý vị, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã chính thức khai trương thêm 4 tuyến xe buýt chất lượng cao, tăng tính kết nối liên vùng. Đây là sự kiện rất được người dân mong chờ, vừa tăng cường kết nối giữa hai tỉnh thành, vừa kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm lễ Tết. 4 tuyến xe buýt được mở mới và khôi phục lại gồm tuyến bến xe buýt Tân Phú, bến xe Biên Hòa, bến xe Miền Tây, bến xe Biên Hòa, bến xe Miền Đông, khu công nghiệp Nhân Trạch và bến xe An Sương, bến xe Biên Hòa. Các tuyến hoạt động với tần suất 90 đến 108 chuyến một ngày với giá vé từ 7.000 đến 45.000 đồng một lượt tùy theo cự ly di chuyển. Giá vé dành cho học sinh sinh viên là 5.000 đồng một lượt. Xe là được trang bị là máy lạnh cũng như camera giám sát để đảm bảo cái chất lượng xuyên suốt cho người dân trong cái thời gian tới. Cũng như ngoài ra thì chúng tôi áp dụng cái công nghệ thông tin và chuyển đổi số, là chúng tôi sẽ thanh toán không tiền mặt để tạo cái cho người dân làm sao thuận tiện nhất. Nhất là về chất lượng phục vụ đã được nâng cấp. Xe phương tiện mới có các cái thiết bị để hỗ trợ thái độ phục vụ chuyên nghiệp, từ đó phát triển các cái tuyến xe buýt đến các tỉnh. Việc đưa vào khai thác vận hành 4 tuyến xe buýt trên giúp người dân có thêm lựa chọn về phương tiện đi lại, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời đánh dấu sự thay đổi của hệ thống xe buýt thành phố trong việc nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng. Những ngày qua, 4 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa để thanh tra. Cùng với đó, một số trạm đăng kiểm hết suất, khiến số lượng xe cần đăng kiểm ùn ứ tại các trung tâm đang vận hành. Để sớm giải quyết tình trạng này, ngành giao thông vận tải thành phố đã có những phương án cụ thể. Kính thưa quý vị, thông thường hàng năm vào thời điểm giáp Tết, thì trung bình một ngày mỗi trung tâm đăng kiểm sẽ đón khoảng 150 lượt xe. Tính trong buổi sáng ngày hôm nay đã có đến gần 200 lượt phương tiện đến đăng ký đăng kiểm tại Trung tâm Kiểm định Xe Cơ giới 5003S trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trung tâm này đã chủ động điều thêm nhân sự bảo vệ, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa điều tiết dòng xe thông suốt. Bình thường mình mất tầm khoảng 1-2 tiếng, thì bây giờ mình mất nhiều khi có nửa ngày, một ngày trời. Mỗi dây chuyền là 4 đăng kiểm viên, kể cả phụ trách dây chuyền. Số lượng thì không thể đăng được, giờ làm phải tăng thêm. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 850.000 ô tô với 17 trung tâm đăng kiểm. Chúng tôi sẽ có cái đề nghị với cục đăng kiểm giúp chỉ đạo các đăng kiểm của các tỉnh giáp ranh hỗ trợ cho thành phố. Song song đó cũng phải giải quyết câu chuyện kẹt xe trước các trạm đăng kiểm cùng với công an thành phố để giải tỏa bớt. Sở Giao thông Vận tải vừa gửi công văn đề nghị các trung tâm đăng kiểm và thanh tra sở đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định xe của người dân. Năm 2023, đơn hàng ở một số ngành doanh nghiệp sẽ giảm đến 40%, đơn giá giảm 20%, nên dự báo việc làm của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng. Thông tin trên được đại diện Công đoàn Doanh nghiệp và ngành lao động đưa ra tại cuộc làm việc về tình hình việc làm cuối năm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua. Theo số liệu từ các cấp công đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay có hơn 110.000 lao động trên địa bàn bị thiếu việc, mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng, trong đó có 6.300 công nhân bị cắt giảm. Theo đánh giá, sắp tới lao động còn gặp khó do nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam ở quận Bình Tân, gần 56.000 lao động, hiện cho 18.000 lao động nghỉ luân phiên vào thứ Bảy trong tuần. So với các nhà máy khác, công ty Puyen bị ảnh hưởng ít do được tập đoàn ưu tiên đơn hàng. Tuy nhiên, phía nhà máy dự báo tình hình sắp tới sẽ khó khăn ít nhất 6 tháng đầu năm 2023. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có chính sách hỗ trợ lao động tương tự nghị quyết 68, tức gói 26.000 tỷ đồng hiện đã hết hiệu lực. Thành phố hiện có gần 249.000 doanh nghiệp với hơn 2,8 triệu lao động, trong đó gần 1.600 doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Sáng nay, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình đón Giáng sinh đặc biệt cho những trẻ bệnh nặng, trẻ nằm viện lâu ngày hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Không khí Noel vui tươi tràn ngập khuôn viên khu nội trú bệnh viện, qua đó lan tỏa tình cảm ấm áp của y bác sĩ dành cho các thiên thần nhỏ. Hơn 100 phần quà đã được trao tặng cho các bệnh nhi trong sáng nay. Với những bé bệnh nặng không thể đi lại, các y bác sĩ đã mang quà tặng đến tận giường bệnh.
niềm vui như bừng lên trong ánh mắt và nụ cười của các em. Hôm nay là con vui nhất, tại vì lần đầu tiên Noel mà con được tặng một chiếc bông thật to và dễ thương như vậy. Cháu là bệnh là 2 tháng rưỡi nay rồi. Rồi xin mời bé Tăng Mỹ. Em cũng cảm ơn mấy người bác sĩ đây đã tặng quà cho con em. Tại vì nó bệnh quá lâu, nó không có được về nhà được ăn Noel. Trước đó, các y bác sĩ đã dành thời gian đến từng giường bệnh để lắng nghe mong ước của các bé. Các điều ước được ông già Noel mặc áo blues cẩn thận ghi lại để chuẩn bị. Muốn đầu tiên là đứa trẻ nó vui, nó nằm viện nhưng mà nó vẫn có được ông già Noel tặng quà. Với cái niềm vui nó mau hết bệnh hơn để nó trở về với gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ khó khăn. Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị nội trú cho khoảng 1.000 trẻ từ khắp các tỉnh thành. Dù Giáng sinh này không được đi chơi như bình thường, nhưng những món quà đầy tình cảm đã giúp các em vui hơn, có tinh thần lạc quan để tiếp tục chữa bệnh. Những ngày này, góc phố Xuân hay còn được gọi dí dỏm là phố Ông Chảnh ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã bắt đầu rộn ràng không khí Tết. Rất nhiều người dân và du khách tới đây tham quan, chụp hình lưu niệm. Góc phố Xuân nằm dưới chân cầu Cái Răng. Dù bước trong con hẻm nhỏ chỉ chừng 50m, nhưng mỗi năm cận Tết lại tràn ngập sắc xuân. Ở đây, chủ nhân bố trí nhiều tiểu cảnh độc lạ được trang trí hài hòa, đậm nét hoài cổ. Để lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân của mình là bối cảnh ở đây nó rất là lạ và đẹp. Em cảm thấy ấn tượng với bối cảnh hoa mai nhất. Tại vì có thể là đây một loại hoa đặc trưng của miền Nam về Tết nên em cảm thấy rất là thích. Phố Ông Chảnh xuất phát từ ý tưởng của anh Nguyễn Minh Nhật ở quận Cái Răng, Cần Thơ. Anh chàng đam mê nhiếp ảnh này mất khá nhiều thời gian, công sức để trang hoàng cho con phố. Các hộ gia đình trong khu phố cũng góp sức cùng anh. Đầu là chỉ mong muốn là cái khu phố của mình đó, nó xanh sạch đẹp cũng như là bà con có thể đến đây tham quan check in chụp ảnh. Chính vì cái điều đó nên năm nào cũng có phải làm. Phố Ông Chảnh mở cửa cho mọi người tham quan chụp ảnh từ giờ cho đến hết ngày 30 tháng 1, tức mùng 9 Tết. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Chứng kiến cảnh mặt trời đông chí chiếu thẳng vào giữa đền Amun-Re tại Ai Cập. Lễ hội đón Giáng sinh rực rỡ tại làng Toàn Cầu ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mới đây, một doanh nghiệp Israel vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với máy bay chở khách chặng ngắn của mình. Công ty kỳ vọng sẽ thương mại hóa phương tiện chạy bằng điện này trong vòng 2 năm tới. Theo đại diện công ty Air, máy bay điện Air One có thể bay chặng đường lên tới 160 cây số ở độ cao 366 mét cho mỗi lần sạc. Máy bay của chúng tôi mang tới giải pháp độc đáo. Nếu như các doanh nghiệp khác trên thế giới tập trung vào thương mại hóa, thì chúng tôi chế tạo Air One như một phương tiện cá nhân, cung cấp giải pháp di chuyển hàng ngày cho hầu hết mọi người. Việc hướng dẫn một người vận hành Air One là rất đơn giản và tốn ít thời gian. Chúng tôi có phần mềm hướng dẫn bay, Air One không tự vận hành. Tài xế sẽ truyền tải những gì muốn làm cho cần lái, sau đó công cụ này sẽ tự chuyển các mệnh lệnh thành thao tác bay. Theo đại diện của Air, phương tiện này đã đáp ứng hầu hết mọi quy định, mục tiêu là thương mại hóa vào năm 2024 với giá bán ban đầu là 150.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Rạng sáng hôm qua theo giờ địa phương, hàng trăm người đã có mặt tại đền Amun-Re ở thành phố Luxor của Ai Cập để chứng kiến một hiện tượng kỳ thú khi mặt trời chiếu thẳng qua giữa ngôi đền. Hiện tượng này chỉ xảy ra một lần mỗi năm vào dịp đồng chí. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và choáng ngợp không hiểu người Ai Cập cổ đại đã xây dựng tất cả những công trình này như thế nào. Tôi chưa từng chứng kiến một hiện tượng tương tự trong đời. Luxor thật là đẹp, các ngôi đền thật sự quá tuyệt vời. Tôi nghĩ phải mất vài năm mới hiểu hết những gì mình thấy hôm nay. Đền Amun-Re nằm trong quần thể đền Karnak, được xây dựng hơn 2.000 năm trước. Quần thể này có nhiều kiến trúc mang tính biểu tượng của Ai Cập, đã thu hút các nhà khảo cổ học trong suốt hàng thiên niên kỷ qua. Doanh số bán rượu champagne dự kiến sẽ đạt kỷ lục mới trong năm nay, bất chấp lạm phát, khiến người tiêu dùng tránh xa những loại rượu đắt tiền. Đây là dự báo của các nhà sản xuất trước thềm các dịp lễ cuối năm trên khắp thế giới. Năm ngoái, doanh số bán rượu champagne đạt mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 6,05 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi rất có thể đánh bại kỷ lục này một lần nữa, và năm 2022 sẽ là kỷ lục mới về doanh thu rượu champagne. Theo ông Chatillon, lượng rượu bán được trong năm nay sẽ nhiều hơn con số 320 triệu chai vào năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục 339 triệu chai của năm 2007.
Chúng tôi có những người tiêu dùng có lẽ ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát hơn những người khác. Từ khi cuộc khủng hoảng đại dịch kết thúc, mọi người muốn vui vẻ, họ muốn những sản phẩm tốt và việc mở một chai champagne tự nó đã là một nghi thức ăn mừng. Giá champagne đã tăng khi chi phí cao hơn, nhất là đối với chai đựng rượu và việc vận chuyển. Cuộc khủng hoảng năng lượng ít tác động hơn đến các vụ thu hoạch nho vốn được thực hiện thủ công. Từ hơn 50 năm qua, tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha có một bệnh viện đồ chơi chuyên điều trị cho các loại búp bê sứt đầu mẻ trắng hoặc xe điện bị hư. Nhưng nay, cơ sở độc nhất vô nhị này sắp phải đối mặt với một số phận buồn là phải đóng cửa ngay vào dịp cuối năm. Vài chục năm qua, bệnh viện đồ chơi nhận sửa chữa từ búp bê, thú nhồi bông cho đến những món đồ chơi phức tạp hơn như xe điện hay đồ chơi tự động. Với các khách hàng, công việc này tràn đầy ý nghĩa. Đây là một cách để tái chế đồ chơi, quảng bá cho việc tái chế, không tiêu thụ quá mức và mang đến một cuộc đời thứ hai cho những thứ ta yêu quý, thêm gì bỏ vào thùng rác. Công việc này là vô giá bởi với những món đồ chơi cũ, người sửa chẳng thể đưa ra một cái giá nhất định. Việc mất hàng giờ lao động ngồi trong xưởng làm những thứ tỉ mẩn để có thể sửa chữa thật là ấn tượng. Chủ cơ sở Antonio Martinez Rivas năm nay đã 70 tuổi. Ông học cách sửa đồ chơi từ cha mình. Bạn có thể học cách sửa một con búp bê sau khi được đào tạo nghệ thuật. Nhưng rồi, khi có một cái xe điện cần sửa, bạn phải biết cả nghề điện nữa. Ở tuổi đã cao, Antonio dự định sẽ nghỉ việc vào cuối năm nay. Ông không có người nối nghiệp, đồng nghĩa bệnh viện cũng sẽ đóng cửa. Một lễ hội chào đón Giáng sinh lung linh và đầy sắc màu đang diễn ra tại làng Toàn Cầu ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Làng này có diện tích khoảng 1 triệu 600.000 m2, được coi là quần thể du lịch, giải trí, mua sắm lớn nhất thế giới. Đến với làng Toàn Cầu thời gian này, du khách được chiêm ngưỡng những cây thông Noel khổng lồ, đèn trang trí lấp lánh và những màn nhảy múa vui tươi. Chúng tôi có tuyết, sân trượt băng, ông già Noel cùng hơn 1.000 diễn viên hóa trang thành chú lùn. Thật là tuyệt vời, tôi cảm thấy như đang ở nhà, mặc dù đang ở Trung Đông. Ban tổ chức chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức và thời gian cho lễ hội này. Sự kiện diễn ra từ nay tới ngày 8 tháng 1 năm 2023. Sabine Ruas cùng bạn đồng hành của mình lã lướt vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua của môn cưỡi ngựa biểu diễn. Có điều chú ngựa của cô nặng đến 1,4 tấn và thực ra là một con bò. Trên những vườn nho bên ngoài một ngôi làng yên tĩnh ở miền Bắc nước Pháp, Sabine cùng chiến mã Aston đang tiến bộ một cách ngoạn mục. Một chiếc xe tải dừng lại, còn tài xế sửng sốt lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng có 102 này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy, thật là khó tin, quá sốc nhỉ. Những lần xuất hiện của Aston, chú bò đực nặng 1,4 tấn thường gây ra phản ứng tương tự và khiến Sabine cười khúc khích. Chúng tôi ra ngoài tập luyện để nó luôn năng động. Aston cần giữ cơ bắp và thói quen. Với tôi thì chuyện này bình thường. Nhìn khắp thế giới đi, người ta cưỡi đà điểu, lạc đà, voi. Sao lại không cưỡi bò được cơ chứ? Việc sống chung với ngựa khiến Aston dần nhiễm phải các hành vi của bạn cùng chuồng. Sabine huấn luyện nó theo cách bắt chước loài ngựa, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách của một con bò. Cả người lẫn vật giờ đã nổi tiếng thế giới nhờ những thước phim được chia sẻ qua mạng xã hội. Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật và tổ chức bán dâm. Trước đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12 do Lê Thanh Đoàn và vợ là Lê Thị Huệ thuê kinh doanh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số nữ nhân viên phục vụ dưới 14 tuổi nên tạm giữ 3 nhân viên quản lý khách sạn là Vũ Đức Hoàng, Vũ Hoàng Tâm và Vũ Văn Tuấn. Qua khai báo của các đối tượng, vào đầu tháng 9 năm nay, Đoàn có quen biết với đối tượng Phạm Hoàng Em là quản lý một quán karaoke ở thành phố Cần Thơ. Đoàn đã chi 140 triệu đồng để Em đưa 5 cô gái đến làm việc tại khách sạn của Đoàn. Các cô gái sau đó bị ép hoạt động mại dâm với sự theo dõi chặt chẽ của Tuấn, Hoàng và Tâm. Mức lương ghi trên hợp đồng là 7 triệu đồng một tháng, nhưng các cô gái này không được nhận do phải trừ dần vào số tiền Đoàn đã bỏ ra. Vụ việc đang được điều tra mở rộng, cơ quan công an đang yêu cầu vợ chồng Đoàn Huệ sớm trình diện để được hưởng khoan hồng. Lái ô tô tông một loạt 8 xe máy đang đậu ven đường rồi tiếp tục di chuyển và tông vào nhà dân. Vẫn là hành vi đáng lên án, uống rượu bia rồi lái xe gây tai nạn. Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra xử lý vụ việc. Khoảng 21 giờ 45 phút tối qua, Lê Văn Hiền, 31 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe ô tô du lịch lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế.
Khi đến trước số nhà 60 Đinh Tiên Hoàng, chiếc ô tô bất ngờ tông liên tiếp nhiều xe máy đang đậu sát lòng đường. 8 xe máy bị hư hỏng, nhiều người đi đường bị một phen hốt hoảng. Điều đáng nói, va chạm xong, tài xế Hiền vẫn tiếp tục lái xe đi tiếp. Sau đó đến khoảng 22 giờ 20 phút, xe của Hiền lại tông vào cổng một ngôi nhà trên đường Trần Phú, cách điểm gây tai nạn đầu tiên khoảng 2,5 km. Chủ nhà yêu cầu Hiền ở lại giải quyết. Công an thành phố Huế đã tới hiện trường lập biên bản tạm giữ phương tiện để làm rõ. Bước đầu, công an xác định tài xế Hiền vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe. Hôm nay, đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết vừa phát hiện bắt giữ một trường hợp tàu cá đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tại khu vực biển cách Hòn Thơm Phú Quốc 56 hải lý, tổ công tác đoàn trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ có số hiệu TG91138TS gồm 5 thuyền viên do ông Lê Minh Nhật, 33 tuổi, trú tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng. Chủ tàu là bà Dương Thị Bé Duyên, ngụ tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, phía tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Thuyền viên không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tàu cá đã được áp giải về cảng hải đội ở An Thới, Phú Quốc để lập biên bản và xử lý. Trước tiên sẽ là các thông tin thể thao quốc tế. Kính thưa quý vị, tiền đạo câu lạc bộ Barcelona Robert Lewandowski đã chiến thắng giải thưởng bàn chân vàng năm nay. Lễ trao giải vừa diễn ra ở Monaco vào hôm qua. Lewandowski vừa chuyển từ Bayern Munich về thi đấu cho Barcelona đầu mùa giải này. Tại La Liga, anh hiện đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 13 pha đưa bóng vào lưới. Ở World Cup vừa qua, Lewandowski cùng đội tuyển Ba Lan đã vượt qua vòng bảng trước khi bị loại trước tuyển Pháp ở vòng 1/8. Tôi rất vui và vinh dự khi nhận giải thưởng này. Tôi đã luyện tập và thi đấu rất chăm chỉ. Vì vậy, tôi có quyền tự hào về bản thân mình. Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Giải thưởng bàn chân vàng ra đời năm 2003 dành cho cầu thủ trên 28 tuổi và được khán giả bình chọn trực tuyến. Mỗi cầu thủ chỉ có thể thắng giải một lần. Năm ngoái, Mohamed Salah đã giành danh hiệu này. Cuối cùng là một thông tin cập nhật. Thưa quý vị, đầu giờ chiều nay, một căn hộ khu chung cư Flemington trên đường Lê Đại Hành, quận 11 đã bốc cháy dữ dội. Nhiều cư dân đã hốt hoảng tháo chạy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhận tin báo lúc 12 giờ 33 phút, căn hộ xảy ra cháy là tại tầng 11 của một tòa nhà. Trung tâm chỉ huy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa 4 người tại tầng 14 xuống đất an toàn và hướng dẫn 200 người thoát nạn từ các tầng bằng cầu thang bộ. Đến khoảng 13 giờ đám cháy đã được dập tắt. Theo điều tra sơ bộ, khu vực xảy ra cháy là phòng xông hơi với diện tích khoảng 6m2, trong căn hộ với diện tích khoảng 210m2. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.